Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn dùng thử và đánh giá chiếc kẹp tách hạt óc chó. Thực ra gọi là tách hạt óc chó nhưng mà các bạn có thể dùng để tách các loại hạt mà nó to vừa đây là tách được. Đây là cấu tạo của cái kẹp này. Chúng ta có cái phần bóp đây, tay cầm. Có phần cao su này để bóp cho êm tay. Còn nó thực ra nó là kim loại đúc lại. Phần lò xo này sẽ giúp nó đẩy ra mỗi lần chúng ta bóp vào. Còn phần trong này nó không làm dạng các cái lưới nhọn này để giúp bẻ vỡ cái quả hạt óc chó tốt hơn. Vì cái hạt óc chó các bạn biết rồi, rất là cứng. Đúng không ạ? Đây là phần bản lề này. Nó sẽ bóp như này. Và đây tôi sẽ thử bóp mấy quả óc chó này. Các bạn xem cái này rất là cứng, gần như chúng ta không thể tự tay mà bóp được. Cho đây thôi. Đấy, đặt vào đây. Và các bạn sẽ gì ạ? Bóp mạnh. Thế là xong. Vỡ ra. Nếu mà cần thì ta sẽ đổi ngược đầu lại. Vậy là vỡ được cái hạt óc chó ra rồi. Chúng ta sẽ tách ra lấy ruột. Đây là ruột hạt óc chó. Rất là nhanh, thử với quả thứ hai. Vỡ ngay. Đấy. Rất là dễ. À, với quả thứ ba. Bóp cái là các bạn thấy nó vỡ hết ra rồi. Tách hạt óc chó rất là dễ. Đây là chiếc kẹp tách hạt óc chó. Hay là hạt nào cứng là tách được hết. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc kẹp này, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.